mời các bạn đến với trận đấu giữa xã Long Thạnh và xã Hòa Lợi. Long Thạnh là mặc áo xanh cầm màn ảnh, còn Hòa Lợi là mặc áo trắng sai màn ảnh. Điểm hiện giờ là 7 đều. Mày khô bây giờ chứ không phải rồi. Đúng rồi, tránh công an. Đó là phải khô mà tại vì nó hơn thôi. Bà bóng quá bất ngờ. Nó cào cào nè. Sáng còn là đoạn bắp không? Bắp không, mẻ không. Coi bị chán chút phải. Lộ quá. Thanh đó. Trước làm kia lâm giờ nghỉ rồi, má nó banh giờ nghỉ. Chiêu. Lộ quá. Thủ sập lưng rồi em ơi, số 10 ơi. Còn xuống. Cướng dày thôi chứ mấy cần lực. Chiêu. Đúng rồi. Mít gụng, mít gụng. Rồi bắt lỗi kia thật rồi. Khiêu khích đầu thủ quá vậy, khiêu khích đầu thủ thấy vậy. Ở dưới không đưa tay. Ở dưới đưa tay á. Ấy là đứng hàng dưới không được che phải không? Ở dưới ai cho che. Chắc là lỗi kia, phải bắt cái dưới là cái gì. Dưới đâu cho che đó. Tốt quá. Đúng rồi, phải lên, đúng rồi. Bỏ lỗ. Không có đánh được đồng ra. Đúng nó trôi rồi. Con nó xử lý thôi. Ai dự ghế tôi đi tiểu nha. Ghế nhóc. Ai vô đây. Thank you.
hết trơn hả? Nhập khẩu được thì nó ăn. Nhập khẩu được thì rồi, nó có làm được không? Nhưng phải 6 tháng cho lên mới được. Không đánh gì mình gãy đi, vậy nó mà tết. Đúng, đúng, đúng. À, số 7 này quá trời cái tướng rồi. Số 7 à? Đi lại rồi. Cái đàn em làm rồi. Chiêu! Một quả. 2 mét luôn trời. Quýnh 2 mét sân nhà luôn. Nhưng giờ nó ở đâu? Đúng, anh vô dụng đúng không? Gửi được 2 mét nữa. Nhát rồi. Đột quá. Nói mấy này quýnh hồi sáng chịu không nổi đâu, quýnh quá rồi. Sáng nó đổ cho đội công an vô quýnh. Công an vô đây còn chết. Điều cầu quýnh. Trời ơi trời. Có anh một thua không sưng. Chính là bạn tôi đó. Gì không có chạy đâu, lâu ăn được trái. Đi gan đội sáng. Còn cơ hội. Đừng sạc hương nữa mấy cha ơi. Sạc gì mà hư không rồi đánh ăn ai. Giấy được nó chơi. Nhưng mà 6 tháng coi được 6 tháng không? Cái đường thằng này làm gì được không chú? Ngoài ơi. Thì nó ở đúng mình nó tính. Nói dùng hồng tiếng ngọt không kêu ra sao luôn. Phải chấp nhận hai cách. Mày muốn chơi đẹp á mày xíu lại từ đầu. Mà không có chỗ đánh xem thôi chứ mày lạnh luôn. Cái này thì bạn phải bỏ ra cho chơi. Cái gì sao được? Mới vô nó không vô rồi, thằng hai nó mới vô rồi sao? Vô gì? Cô Lê, cô Lê.
qua đàng hoàng. Ăn 22 23 là có lý liền. Chiêu. Rồi. Không có lý. Đó, 23 là quý rồi. Chỗ này nãy thằng kia bị trọng tài kêu vô nó quê. Cho ra kìa luôn. Mọi người sạc biết qua không đó nè. Bước hai thấy rồi. Thôi rồi Lượm ơi. Tốt, một cây đó. Một cây luôn được chứ. Sạc vô lưới thua luôn. Đi gan đội không đều sáng 23, 24 sạc vô lưới tàn á. Ôi sạc ra ngoài chứ. Ra ngoài. Chiêu. Kết thúc trận đấu Long Thạnh thắng Hòa Lợi tỷ số 1-0.